Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Vô cùng thương tiếc được tin thân phụ Hòa Thượng Thích Chân Trí Viên Chủ Chùa Pháp Vân Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký Hội đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Cụ ông Nguyễn Đình Hà Pháp Danh Quảng Phước Sinh năm 1921 Vừa mãn phần ngày 27 tháng 5 năm 2020 tại Việt Nam Thường thọ 100 tuổi Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại thành kính phân ưu cùng Hòa Thượng và Tăng môn Hiếu Quyến, đồng thời nhất tâm cầu nguyện hương linh cụ ông Nguyễn Đình Hà, Pháp danh Quảng Phước, vãng sanh về Phật quốc. Nam mô tiếp dẫn Đạo sư A-di-đà Phật.